Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà rất là đẹp luôn, nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 2 km thôi, và nằm trong khu vực khu đô thị mới năm sau, một khu đáng sống, một khu sinh thái vừa an cư, đầu tư và đầu cơ. Thì căn nhà này á là nằm trên trục đường số 12 và cái đường này là rất là đẹp nha gia đình mình. Đó, cái đường trước nhà đây là đường 18m, rất là rộng rãi, thoáng mát, xe hơi, xe tải đậu rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì có tuyến xe buýt, có tuyến xe buýt nên rất là thuận tiện. Và ở đây thì cô chú anh chị mình ở rất là yên tĩnh nè, rồi khu đô thị năm sau thì là quy hoạch rất là bài bản, đường xá thì thông thoáng và điện đài tất cả đều âm dưới lòng đất luôn. Và điều đặc biệt cô chú anh chị mình á, và ở đây á là có camera và bảo vệ 24/24, quá ok, quá tuyệt vời đó, nên là rất là yên tâm về chất lượng cũng như là căn nhà bên Tâm xây dựng nha. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 5,5m, dài 16m, hướng nhà là hướng tây, thuộc về Tây Tứ Trạch, dành đến cho cô chú anh chị giá chỉ hơn 4 tỷ xíu thôi. Vui lòng cô chú anh chị mình xem hết video để Tâm có thể báo giá cho gia đình mình nha. Thì căn nhà này với kết cấu là 1 trệt 3 lầu, công năng sử dụng là 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ và sân thượng, rất là rộng rãi, thoáng mát, rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị mình ở rất là yên tâm. Tâm ở đây xây dựng trực tiếp nên là cô chú anh chị mình giá cả thì rất là ok. Hướng nhà hướng tây nha, còn sót lại một căn duy nhất hướng tây thôi, dành đến cho gia đình mình, giá thì rất là yêu thương luôn, 4 tỷ hơn xíu xíu thôi. Đó thì ở đây thì căn nhà với tông màu màu trắng và những song sắt màu xám rất là dễ thương đó. Bên ngoài thì có một cái lớp cổng và vỉa hè ở đây của mình là 3m, đầy đủ luôn, hệ thống thoát nước rất là tuyệt vời. Và ở đây thì có một cái cây bằng lăng, kế bên thì có là vàng hoa giấy tím rất là dễ thương. Đường trước nhà đường nhựa 18m thì quá là ok, quá tuyệt vời rồi. Rồi thì ngoài trước đây thì Tâm có một cái lớp cửa 4 cánh được sơn tĩnh điện cao cấp với 2 tông màu, màu xám và màu cam, rất là dễ thương. Rồi vào bên trong đây là sân trước nhà mình, sân trước nhà mình cũng là 3m, rất là rộng rãi nè. Bên Tâm đã ốp mái tôn hết cho gia đình mình rồi nên là rất là thoáng và rất là mát. Và buổi sáng thì ở đây cực kỳ là mát luôn. Đường 18m nên gia đình mình có tổ chức thôi nôi tiệc cưới sinh nhật thì rất là tuyệt vời luôn. Tổ chức được 20 bàn, 30 bàn, 50 bàn, thậm chí 100 bàn. Và căn nhà này là xây biệt lập, hai bên là còn khoảng 2 khoảng đất trống. Ép cọc bê tông là 7m và nhồi 12 cọc là 14m. Đó, với lợi là 36 tim, rất là tuyệt vời. Đấy, cô chú anh chị có đầy đủ ha. Ở ngoài mặt dựng á của căn nhà Tâm ốp bằng đá hoa cương nên là rất là đẹp, càng lau càng bóng nha. Ở ngoài sân trước thì có được là song sắt hết rồi, có vòi nước để mình có thể là rửa sân, rửa xe, tưới cây và thậm chí là mở phao bơ cho mấy bé nhỏ ở đây tập thể dục nè, rồi chơi thể thao, rồi chơi bóng nước cũng rất là tuyệt vời. Kế đó là lớp cửa cuốn, lớp cửa cuốn rất là đẹp luôn nha gia đình mình. Đó, rất là nhẹ nhàng cho gia đình mình luôn, lớp cửa cuốn. Rồi tiếp đến là một cái lớp cửa nhôm sinh pha kiến cường lực dày 12 ly, rất là dày và rất là kiên cố, giảm được tiếng ồn, khói bụi, con trùng nên là quá là ok luôn. Rồi đây là không gian của phòng khách cô chú anh chị nha. Căn nhà này rất là thoáng và rất là mát nè. Ở bên trên thì là đúc suốt hết và có trần thạch cao và hệ thống đèn led, một bộ đèn chùm ô la la là quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Và ở bên dưới là ốp đá bóng kiến vân mây là 80 x 80, một khung cảnh rất là nên thơ ha. Rồi bên tay phải Tâm đây, một cái khung cảnh rất là đẹp nè, nhựa BDF, hoa văn là kiến đá hoa cương nên rất là sang cho gia đình mình, với hệ thống ổ cắm, sạc được 10 cái điện thoại luôn. Rồi ở bên đây, bên tay phải trong đây là có được là kệ tivi, kệ tivi và hai bên đều ốp gỗ rất là đẹp và sang trọng luôn nè. Rất là đẹp và sang trọng. Ở bên trên thì mình có thể để dàn lo,
Ở đây thì mình mở lo sập sình là quá tuyệt vời luôn. Và Tâm có một cái tủ âm tường, đây một cái tủ âm tường dành đến cho gia đình mình có thể để đồ. Và bên đây là hộp game, đó hộp game đó, nên cô chú anh chị mình yên tâm. Và tủ âm tường này mình có thể trang trí đồ nè, để đồ, hoặc là những anh chị nào bán hàng online thì mình có thể để những bộ bộ kit sản phẩm như là nước hoa, sữa rửa mặt. Oh, rất ok. Ở dưới thì tủ đựng quần áo cũng được nè. Đó, đựng quần áo rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì mình là nhà mặt tiền kinh doanh, nên mình muốn kinh doanh mua bán gì cũng rất rất là ok. Đó. Và hướng Tây thì có những cô chú anh chị mình kiếm tìm những căn hướng Tây thì rất là hiếm trong khu vực này. Ở trong đây thì có bốn hướng chính là hướng Nam, hướng Bắc là nhiều nhất, và hướng Đông thì cũng có một căn, và hướng Tây thì cũng có một căn. Tại vì ở đây thì ít người xây dựng những hướng đó và ở rất là nhiều rồi đó, nên là bây giờ là chỉ còn có vài căn thôi dành đến cho gia đình mình. Rồi bên dưới đây là cầu thang thì nhà mình được một cái không gian mở, nên là mình thấy được là phòng khách rồi đến phòng bếp rất là ok. Ở đây có một cái hầm cầu thang, mình có thể để đồ, có máy bơm nước đầy đủ hết để bơm lên trên lầu 3 luôn, sân thượng luôn, nên rất là ok. Và đây là không gian của phòng bếp, thì không gian phòng bếp Tâm đã có một cái khu vực cũng ốp bằng những cái nhựa PDF đá hoa cương, và một cái khung cảnh là kiến cắt giác cho không gian của nhà mình cảm giác là rất là rộng và rất là sang đó. Rồi tiếp đến là hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới, bồn inox 304 đầy đủ hết, nơi để ông táo luôn. Và ở đây thì Tâm đã khoan cho gia đình mình rồi, khoan để mà mình để bếp âm rất là tuyệt vời, và để một cái bộ bàn ăn đây 12 ghế là rất là rộng luôn. Khu vực đây mình để máy giặt, máy tủ lạnh đầy đủ luôn. Rồi bên trên thì có một cái bộ đèn rất là hiện đại, rất là dễ thương luôn nha. Bộ đèn chùm rất là đẹp luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi thì ở đây á có được là cửa sổ nè, nên là gió thổi vào bên trong rất là mát luôn. Sân sau giếng trời nhà mình lối thoát hiểm. Đây là sân sau nhà mình, đây rất là thoáng và rất là mát luôn. Có nơi để máy giặt, ống nước vô nước ra. Rồi gia đình mình thấy có đầy đủ là máy tôn che hết, khung sắt bảo vệ luôn cho mình luôn. Rồi thì ở dưới đây là có nhà vệ sinh tích hợp với lại phòng tắm luôn. Rất là tiện luôn cho gia đình mình. Đây rất là đẹp nha. Bồn cầu liền khói, bồn lavabo vòi sen, bồn rửa mặt nè. Rồi có kiến đầy đủ hết cho gia đình mình. Nên là khu vực này rất là rộng rãi, thoáng mát, để mình có thể là giặt đồ xong rồi mình phơi đồ. Rất là tiện luôn cho gia đình mình. Cửa đây cũng tất cả đều là cửa nhôm sinh pha kiến cường lực 100% luôn đó. Nên là cô chú anh chị mình rất rất là yên tâm về chất lượng căn nhà, mẫu mã, và điều đặc biệt chỉ cần là giá cả thôi. Giá cả thì nếu cô chú anh chị nào mình cảm giác được là mình mua được căn nhà đó với giá tầm đó thì thứ alo cho bên Tâm. Căn nhà này được vay ngân hàng 50-70% giá trị nhà và được ưu đãi lãi suất luôn. Bên Tâm là làm việc với lại những bên ngân hàng, nên là cô chú anh chị mình yên tâm. Chủ yếu là mình có kham nổi về vấn đề lãi suất hay không. Còn đối với lại là bên Tâm thì lãi suất rất là tốt nha, để cho cô chú anh chị mình có được một căn nhà không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề giá cả cũng như là chất lượng. Rồi mời gia đình mình lên trên lầu 1. Đây là hệ thống cầu thang nè, tay vịn bằng gỗ căm xe và kính cường lực. Họ hai trụ bên đây là liền khối luôn, nên là rất là đẹp luôn cho gia đình mình, hay rất là sang nha. Và cô chú anh chị mình á làm cả đời rồi, mình có được một căn nhà đáng đồng tiền bát gạo thì rất là thoải mái, rất là vui đó. Làm cả đời cho gia đình mình, cho cuộc sống mình thì mình phải tận hưởng ráng một xíu, rất là ok thì Tâm sẽ hỗ trợ. Nếu gia đình nào mà lao động thì Tâm có những căn nhà giá rẻ, còn nếu mà gia đình nào khá hơn một chút thì Tâm có những căn nhà cao cấp hơn và có những căn nhà biệt thự dành cho những đại gia. Và Tâm bán là ở đây là bán vào tấm lòng, bán vào niềm tin để dành đến cho cô chú anh chị có được một căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất. Rồi ở đây thì cô chú anh chị có cửa sổ nè. Đây là phòng ngủ thứ nhất dành đến cho gia đình mình, có
dây chờ máy lạnh hết cho gia đình nha, rất là tiện luôn. Rồi đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn nè, bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen. Đó, rất là tiện cho gia đình mình nha, và ốp gạch lên tới trần luôn nên là rất là thoáng. Rồi thì đây là phòng ngủ thứ hai, rất là rộng nha. Phòng ngủ này thì mình không cần phải mở đèn, không cần phải mở đèn, lúc nào nhà mình tất cả phòng ngủ đều có cửa sổ, dây chờ máy lạnh nè, rồi tắm mở cho gia đình mình thấy. Đó, rất là thoáng và rất là mát luôn, hệ thống đèn led tiết kiệm điện. Và đây là ban công, ban công nhà mình kiến cường lực tay vịn bằng inox hả cô chú anh chị ha, rất là đẹp và rất là sang. Có vòi nước để mình có thể tưới cây, tưới cây và mình có thể là rửa nhà luôn. Rất là đẹp nha. Rồi thì mời gia đình mình lên trên lầu 2. Đây rất là đẹp và rất là sang nha. Với một căn nhà trên dưới 4 tỷ thì cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu, vay được ngân hàng là 2 tỷ rưỡi thì là quá là ok. Thì mình chỉ cần khoảng hơn 1 tỷ một xíu là mình đã có được căn nhà vừa an cư, vừa lạc nghiệp và kiên cố chắc chắn thì quá là ok. Rồi, đây là phòng ngủ thứ ba, có cửa sổ đầy đủ hết cho gia đình mình luôn nên là rất là ok. Rồi, dây chờ máy lạnh nè, hệ thống đèn led tiết kiệm điện. Và mỗi một phòng như vậy rộng là 25m nên rất là thoáng nha. Rồi. Đây là phòng ngủ, phòng nhà vệ sinh có bồn cầu nè, liền khói, bồn lavabo, vòi sen, vòi xịt, vòi phun mây nên rất là ok. Rồi, đây là phòng ngủ thứ tư. Cũng có dây chờ máy lạnh đầy đủ hết luôn và ban công nhà mình luôn cho rất là thoáng nè. Bên Tâm bảo hành từ A đến Z cho cô chú anh chị nha. Chỉ có là về kỹ thuật xây dựng nè. Đó, về xây dựng, lỗi xây dựng thì bên Tâm sẽ bảo hành hết. Còn như đèn điện là cô chú anh chị do nhà sản xuất nha. Tâm không có sản xuất gia bóng đèn điện. Rồi thì mời cả gia đình mình lên trên lầu 3. Đó, rất là thoáng và rất là mát nha cho gia đình mình. Rồi trên lầu 3, trên lầu 3 thì có một cái phòng thờ, có một cái phòng thờ rất là rộng luôn. Phòng thờ này cô chú anh chị mình có thể để đồ rất là tiện nè. Đó, mình để tủ thờ, trang thờ, rồi ở đây thì mình có thể là nơi để mình nhậu nhẹt. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đó, ở trên đây thì sân thượng trước cho gia đình mình, cô chú anh chị thấy không? Rất là thoáng và rất là mát nha. Đó, và ở đây thì nhà cửa san sát nhau, cô chú anh chị thấy rất là rộng luôn, rất là tuyệt vời, quá hẳn là ok. Nếu mà gia đình mình mà đến một căn nhà mà ở, mình cảm thấy được là tất cả những cái ưu đãi, rồi những cái mà đáp ứng được nhu cầu của cô chú anh chị thì nhanh tay mình sở hữu nha. Rồi ở đây thì có giếng chờ, đó, giếng chờ rất là thoáng mát nè. Rồi có nhà vệ sinh ở trên lầu 3 luôn nên rất là tiện luôn cho gia đình mình. Đó, rất là ok. Rồi thì đây là một cái phần sân thượng sau rất là mát luôn nha. Đó, để nơi để ống chờ máy lạnh nè, là sân thượng này là mình để cục nóng đó nên cho cô chú anh chị, và được ốp gạch hết, được che hết cho gia đình mình rồi nên rất là mát. Và ở đây thì cô chú anh chị mình thấy có sau lưng nhà mình là một cái view công viên, cây view dừa. Đó, rất là thoáng và rất là mát. Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ mất khoảng là 2 km thôi. Và xung quanh tiện ích như là chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, bách hóa xanh chỉ có 5 phút thôi. Và cô chú anh chị mình ngay trung tâm quận nhất, quận 3, quận 5 hoặc tất cả các quận trung tâm, lên trên nhà mất khoảng là 30 phút theo tuyến đường chính là quốc lộ 1A đến chợ Bình Chánh, quẹo vào bên tay trái có cái đường Đinh Đức Thiện là vô tới nhà, tiếp giáp giữa các tỉnh miền Tây, rất là ok luôn cho gia đình mình. Thì căn nhà này á, là đường xá thì thông thoáng và nằm trong khu đô thị mới năm sau, khu
sinh thái vừa an cư đầu tư quá tuyệt vời. Nếu hỏi mình ở đâu, mình đang ở khu đô thị 5 sao là có giá trị nha cô chú anh chị nha. Đó, thì căn nhà này nằm trên trục đường số 12, đường 18 mét nhựa. Thông thoáng, mình có thể kinh doanh mua bán gì rất là tiện luôn. Căn nhà với diện tích ngang 5,5 m, dài 16 m, kết cấu 1 trệt 3 lầu, hướng nhà là hướng tây, thuộc về Tây Tứ Trạch, dành đến cho gia đình mình, với đầy đủ công năng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 5 toilet, có 2 sân thượng trước sau rất là rộng rãi, có sân trước là 3 m và sân sau là 2 m, giếng chờ đầy đủ luôn, và có một cái vỉa hè là 3 m. Đường trước nhà là tất cả cây xanh được trồng rất là thông thoáng, và những cái nội thất được trang trí, được set up lên cho cô chú anh chị rất là đẹp luôn. Và giá căn nhà này chỉ có 4 tỷ 3 thôi, còn thương lượng rất là tốt luôn. Và vay được ngân hàng là 2 tỷ rưỡi nha cô chú anh chị. Ở bên Tâm hỗ trợ vay thủ tục vay ngân hàng, và cô chú anh chị chỉ cần về ở, nếu mình không đủ khả năng kinh tế trả luôn tiền mặt thì mình có thể vay, hoặc là cô chú anh chị mình có thể là giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu cho Tâm. Tâm cam kết đưa đến cho cô chú anh chị là giá cả cũng như chất lượng và giá là cực kỳ là tốt nhất nha. Dạ rồi, thì nếu cô chú anh chị yêu mến Tâm và thích những mẫu nhà bên Tâm xây dựng và biết được những thông tin, thì cô chú đăng ký cho Tâm một lượt đăng ký, like, share, comment để Tâm có thật nhiều video thông tin đưa đến cho cô chú anh chị mỗi ngày. Và Tâm sẽ có nhiều món quà đặc biệt dành đến cho những cô chú anh chị nào nhanh tay lẹ chân chọn những căn nhà phù hợp với gia đình mình. Cảm ơn rất là nhiều, chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe, bình an và cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, tạo ra nhiều giá trị cho tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.